Dạ, mến chào quý cô chú anh chị, mến chào bà con cô bác đang xem kênh của Bình Đen Vlog. Thì hôm nay Bình cũng được sự trợ duyên của gia đình chị Thanh Hiền ở bên Mỹ á. Thì có nhờ Bình là mua một chiếc xe lắc để giao cho hoàn cảnh của chị Thí. Thì bây giờ Bình đã lại tới và mua rồi. Thì bây giờ Bình sẽ vô trong nhà để giao cho chị Thí ha, coi phản ứng của chị Thí có vui mừng như thế nào ha. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng theo Bình ha. Dạ, con cảm ơn chú nha, đã lại giao xe lăn nghe chú ha. Ok, cảm ơn nhiều. Dạ, xe lăn này tốt không chú? Được, xài được, có nhiều người xài lắm rồi. Có nhiều người xài lắm hả chú? Dạ, dạ, con cũng cảm ơn chú nha, đã chở xe lăn lại giao cho con ha. Dạ, 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 con cảm ơn ha. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ Bình cũng đẩy lại tới nhà chị Thí rồi ha. Mà không biết cái chị Thí có nhà hay không ha. Với cô Thới không biết có nhà không, rồi không biết có vui không ha. Thì trước đây thì có thấy anh Tính. Thì anh Tính ơi, em bữa nay em lại giao chiếc xe lăn đó. Anh có thấy vui không anh? Vui hả? Dạ dạ. Dạ. Thì bữa nay chị Thí với cô Thới có ở nhà không? Dạ, ở trong nhà. Ở trong nhà hả? Dạ, dạ. Thí ơi. Chị Thí ơi. Ôi, oh, chị Thí ở trong nhà. Ô, oh, bé Thảo. Ồ, oh, bé Thảo ơi, qua đây nè, chú có mua sữa gửi cho con nè. Qua đây nè. Đấy, à, chú có mua sữa gửi cho con nè bé Thảo. Dì tua luôn. Rồi. Rồi, oh, chị Thí ở nhà ha. À, chị Thí ơi. Ơi. Dạ. Dạ cho em mượn cái mic. À, bé Thảo ơi. Bé Thảo. Chú gửi sữa cho con nè. Ồ. Qua đây nè. À. Chú gửi sữa cho con nè. Con cảm ơn cô chú đi. Con cảm ơn cô chú ơi. Cảm ơn cô chú. Nói cảm ơn ấy. Cảm ơn cô chú đã mua sữa cho con. Nói ấy. Rồi mua sữa lại cho con có vui không? Không biết nói chuyện gì luôn rồi. À, bữa nay bé Thảo
không muốn nói, không có ngoan á cô chú anh chị. Bữa nay em lại tới đây á, em giao sơ lắc từ gia đình của chị Thanh Hiền ở bên Mỹ á, thì chị có ước mơ là mua cái chiếc xe lắc để chở con đi học và đi bán vé số gì đó, thì chị cũng nhu cầu là màu xanh, thì em cũng mua đúng như ý của chị ha. Yeah. Thì chị có cảm thấy vui không chị? Vui. Vui hả? Rồi chị xe lắc này chị có từng chạy chưa? Chưa hả? Bây giờ lên có biết không chị? Hả? Chị thử lên ngồi á. Chị thử lên ngồi á. Dạ. Chị thử lên ngồi á. Dạ. Thì thử chạy trước vòng thế ha. Kéo ra sau á. Tới trước ra sau á. Cái đó là bánh lái. Ra trước ra sau vậy nè. Đó. Thấy không? Đó. Này ra sau, nói chung là quý cô chú anh chị đi ra đường đất á cũng hơi khó chạy ha. Thì có gì xíu nữa là ra ngoài đường lộ chị lắc thử ha. Chị thực tập thử đi. Tập cho nó quen cái đi rồi tính tiếp ha chị ha. Dạ. Yeah. Đây là mua chiếc xe lắc cho chị Thí ha. Thì trong khi đó chị có là gì cảm ơn đến gia đình của Hiền ở bên Mỹ không chị? Dạ con cảm ơn nhiều cô chú đã mua xe lắc cho con. Thì đây là mua cho chị là giống như là cho chị tập lái thử một thời gian nào đó, thì em nếu mà đủ duyên đủ phước em sẽ quay lại với chị lần nữa ha. Thì cái này là em giao cho chị rồi ha. Thì bây giờ chị em mình qua vô trong nhà hay đi trò chuyện xíu đi. Chị ơi, cái xe lắc này mua lại chị có thấy đồng ý không? Đồng ý. Có thấy đẹp không? Đẹp. Thì nhu cầu cái màu xanh của chị kêu em mua cái màu xanh đó, thì đây là mua đúng như ý của chị luôn ha. Chắc chị cũng rất là đồng ý ha. Khác nữa chị có thể là ra ngoài đường lộ lắc thử cho em coi thử ha. Rồi mình sẽ từ từ thực tập ha. Bên nước ngoài đó, ông bà ở bên nước ngoài đó mua xe này cho con với mẹ chở con đi học, xe này con có thích không? Thích. Hả? Thích. Thích không? Thích. Thích hả? Thì thấy xe này đẹp không con? Hả? Đẹp à? Con bỏ vé ở ngoài đấy, lên ngồi chơi đi. Thử lên ngồi ra. Mẹ chở con chiếc xe này đi học, con có thích không? Thích. Thích hả? Đã vậy ta. Hồi nãy chú mua sữa lại á, uống có ngon không? Dạ, bùa đấy. Chú mua sữa lại uống có ngon không? Vâng. Ngon hả? Bé Thảo biết hát bài gì không? Bữa nay là cô chú ông bà ở bên nước ngoài đó có mua lại cho mẹ là một chiếc xe lắc như vậy đó, thì con sau đó thì con gửi lại cho cô chú anh chị bên nước ngoài, ông bà ở bên nước ngoài đó một bài hát thôi được không? Con biết hát bài gì, hát tặng cho cô chú một bài đi ha. Hát bài gì? Đâu là ngồi trên xe này hát luôn á, mới hay đó. Hát bài gì? Bà cháu yêu bà lam tóc bà trắng những như mây, cháu yêu bà cha nắm bàn tay cháu biết bà vui. Rồi ngoài cái bài mà bà ơi bà, con có biết bài nào khác nữa không ta? Bé Thảo nghe nói là bé Thảo biết rất là nhiều bài luôn á, đúng không? Biết được mấy bài, thử đếm rồi 5 bài, 10 bài luôn. Đâu biết bài nào nữa hả? Thử hát cho chú nghe bài nữa coi. Biết cha bài. Đi xa này. Ok. Cha đi xa thì con nhớ mẹ. Mẹ đi xa thì con nhớ ba. Cả nhà ta cũng nhiều nhiều cả nhà lòng em là cười. Giỏi quá.
con có biết bài nào, bài nào nữa không? Biết. Biết bài gì nữa? Bài này là em chị ơi. Ừ, bài đó mới hay đó. Thử coi. Bài này là em chị ơi, em chị ơi. Em chị ơi, này này là mua được không? Mua được không? Mua được không? Này này là mua biết bao. Trời cao núi xanh ra xa quên lần 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 lần. Hết biết rồi hả? Thì từ sáng giờ đó con có ăn gì chưa? Bún. Ăn bún rồi hả con? Bún ai mua cho? Bà nội. Bà nội hả? Bà nội mua cho hả? Người bún bà nội mua cho có ngon không? Ngon hả? Có cái mui để che mưa lại á, con có thích không? Thích ha. Như vậy á, con gán học nha. Gán học cho thật là giỏi, hiểu không? Đi cô chú anh chị, thì bé Thảo á, thì nói chung cũng rất là ngoan ha. Thì hồi nãy chú có mua sữa nãy lại đó. Thì nói chung là con rất là thích đúng không? Con uống chưa? Cái kinh đó con cho lộn. Bây giờ này ba của con đi đâu rồi? Ba con đi đâu rồi? Ba con đi nhậu rồi. Đi đâu à? Đi nhậu. Đi nhậu, ngủ mới thức rồi nói ba đi nhậu kìa. Ba đi đâu rồi à? Ủa tụi Nam đẩn, thôi đi nhậu. Đi nhậu. Đi nhậu hả? Con ngủ mới thức mà biết ba đi nhậu luôn kìa, ghê gì? Người giấc này ba đi đâu? Đi ban tỉnh. Hả? Đi ban tỉnh. Rồi giờ này ba đi đâu rồi? Không biết. Rồi, chú cảm ơn con ha. Ngoan quá. Lấy sữa. Ngồi đây đi, lấy sữa cho Út. Nè, chị hai uống sữa. Mời cô chú anh chị uống chung với mình coi. Con xin mời cô chú, ông bà uống sữa chung với con. Mời cô chú. Ông bà uống sữa. Cùng với con. Rồi uống đi con ha. Cầu là kêu mình mua chiếc xe lắp cho chị. Thì lúc đó là chị có ước nguyện là mua một cái chiếc xe lắp đó. Thì bây giờ cũng đã hoàn nguyện chưa ha chị? Hoàn nguyện hả? Ha. Thì theo em thấy á, thì lúc đó là chị nói là nhu cầu mua xe lắp để làm gì? Chị có thể nói em được không? Đi bán vé số. Đi bán vé số hả? Nhưng mà bây giờ chưa bán được đâu, tại làm vòng cho người ta mới xong mới đi bán được. Giống như là mình thực tập chạy chiếc này cái đi, chạy cho gành cái đi, rồi ban đêm đó thì mình làm vòng đế chân dưa đó, trả người ta cũng được chứ. Thì ban ngày mình rảnh mình đem cái chiếc xe này ra ngoài mình lắp được không? Lắp rồi mình chạy thực tập thử đó, cho nó gành đó chị. Thì giờ hiện tại giờ chị thiếu vòng của ta bao nhiêu cặp vậy chị? Ngàn cặp á. Làm trả người ta xong mới được là đi bán vé số được. Tại người ta gấp á. Người ta gấp hả? Ngàn cặp, người ta gấp. Một ngàn cặp như vậy á, chị với bà làm khoảng mấy ngày? Lâu á, hơi lâu á. Khoảng mấy ngày hơi lâu? Không đoán được nữa. Tại cứ làm vậy đó, làm đủ thì thôi. Giống như ở nhà mình tới 5 người lận. Rồi có mấy anh trai này kia, rồi chồng mình có tiếp làm không chị? Làm mình ơn hả? Ủa là sao? Mẹ làm riêng. Làm riêng. Tức là bà thì làm riêng. Đó, rồi chị thì làm riêng hả? Rồi chồng chị có tiếp làm không? Không biết làm. Không biết làm hả? Ủa sống chung với chị lâu mà không biết làm cái này ta? Tại đi làm hồ làm gì không có ở nhà đâu. Thì đi làm xe gác. Bữa nay ảnh đi làm xe gác về chứ chị? Không biết nữa, sáng tới giờ đi đâu mất tiêu. Sáng giờ đi đâu mất tiêu hả? Không thấy luôn hả? Rồi ảnh về tới nhà chưa? Đi làm xe gác đó, đi theo xe gác đó về tới nhà chứ chị? Về rồi. Về rồi hả? Không biết đi đâu. Về rồi không biết đi đâu ha.
Thì cái thời gian ảnh rảnh là từ giấc sáng lên hả chị? Hai lần. Hai lần à, từ mấy giờ đến mấy giờ? 4 giờ khuya rồi đi tới 4 giờ sáng đúng không? 4 giờ sáng á. À, đi tới 6 giờ mới về. 4 giờ sáng là đi tới 6 giờ là 2 tiếng ha. À, 6 giờ là về ha. Rồi tới mấy giờ mới đi nữa chị? 11 giờ mấy. 11 đi tới giờ. 4 giờ mới về. 11 giờ mấy. Chiều. 11 giờ mấy là đi, mình đi theo xe là đi gom từng nhà đó hả? Từng các hẻm hay từng nhà đó hả chị? Ừ. Ừ. Là đi tới 4 giờ chiều mới về hả? À. Vậy là một ngày là đi hai lần ha, được nhiêu tiền chị? Khi người ta cho 100 mấy cũng có. Có ngày người ta cho ít cho nhiều vậy á. À, cũng là tùy theo ngày ha. Giống như là nắng mưa thất thường ha chị ha. Ừ. Ảnh thời gian ảnh rảnh á, có thường đi kiếm cá rồi bắt cua này kia về làm ăn không chị? Cũng có. Cũng có ha. À. Thì bây giờ một niềm vui thì cũng đến với một niềm vui nữa. Thì bây giờ mấy anh wifi thì anh ơi cho em xin hỏi anh tên gì vậy? À, em tên Sơn Hồng Phát. Sơn Hồng Phát ha. Bộ phận kỹ thuật FPT. À, vậy là wifi của mình là cái gì? FPT à, hả? FPT đúng không anh? À, dạ. FPT. Thì sau khi mà Bình có liên lạc với bên FPT đó, dạ, thì lại đi vô cho căn nhà là 638 xẹt 2 xẹt 1 đúng không? Đúng rồi. À, thì cái cước, cái mốc giá là cước phí của mình là bao nhiêu vậy một năm hả anh? Dạ, một năm của mình là 2.150.000. À, 2.150.000 ha. Đúng. Tức rồi, là đúng. Mình đóng là 2.150.000 là 10 tháng. Đúng rồi, 10 thì tháng. Thì mình xài được 12 tháng phải không đúng anh? Đúng rồi, mình được miễn phí thêm 2 tháng nữa. À, dạ. À, vậy là bữa nay á anh vô thì tới chừng nào mà mình mới xài được anh? Dạ, em vô xong là khi em kéo dây xong là lắp thiết bị xong là mình xài được luôn. Xài được luôn ha. Dạ. Rồi cái này đó để cho Bình thanh toán với bên anh kỹ thuật sao hay là sao anh? Dạ đúng rồi anh. Dạ. À, hỏi biết của chú anh chị. Thì đây là cũng anh Sơn Hồng Phát cũng là chia sẻ về cái cách của ảnh làm việc cũng rất là ok ha. Tại vì Bình cũng chưa có gửi tiền nhưng mà anh nói là ảnh vô cho trước luôn. Vô trước xài 2-3 ngày trước luôn. Rồi sau đó mới tính cước phí sau, coi cái thông tin mạng của mình có lướt web có ok hay không, đúng không anh? Dạ dạ đúng rồi. À, thì em cũng cảm ơn anh ha. Thì bây giờ anh lại thì anh coi cái đường dây của mình bắt như thế nào ha. Dạ dạ rồi. Thì bây giờ em cũng cảm ơn hai anh dạ, nha. Rồi. Thì đây là các anh đang chuẩn bị. Ủa cái này cái cuộn dây gì hả anh? Dây cáp quang ha. Dạ. À, để là giống như mình kéo từ lộ vô đó hả? Đúng rồi. Từ lộ vô là khoảng bao nhiêu mét anh? Cái này tầm 100 ngoài anh, 150 tầm 150 à, 200 mét. À, tầm 150 ha. À, vậy là anh kéo từ vô ngoài lộ vô luôn ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, không phải là mình kéo theo cái đường dây này hả? Mình kéo từ đầu lộ ngoài luôn. Từ đây ra tới ngoài đầu lộ có cái tủ của nó. Rồi cảm ơn anh nha. Đó, thì biết cô chú anh chị. Thì ở đây là cái phần đường nè, cũng có hơi sình này kia ha. Đó. Dạ. Thì bây giờ mình tiếp tục với chị Thí ha. Thì bây giờ mình tạo một cái bất ngờ đầu tiên là cái chiếc xe lắc của chị ước mơ rồi ha. Thì phía kế bên đó nữa thì mình cũng là kêu mấy anh vô wifi vô cho chị luôn. Thì thêm một cái niềm vui nữa thì không biết là chị Thí có diễn tả như thế nào ha.